Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh DVD nha. Hôm nay mình có nhận cái Oppo S7 các bạn. Nó tình trạng máy là khách quên cái mật khẩu khóa màn hình các bạn. Thì mật khẩu khóa bảo vệ màn hình không nhớ các bạn ha. Thì video này mình sẽ chia sẻ với các bạn cái cách mà mở khóa mật khẩu cho cái Oppo S7 này các bạn ha. Mấy cái dòng này mở khóa cũng rất là khó các bạn. Thì để trước mắt để mở khóa cái Oppo S7 này thì mình phải coi cái đời máy ha. Mình vô coi cái đời máy của Oppo, cái số đời máy là gì nhé các bạn. Thì chính xác đời máy ha. Rồi mình vô cái chỗ cuộc gọi khẩn cấp này, các bạn nhấn vô cuộc gọi khẩn cấp này cho mình ha. Rồi vô đây các bạn bấm cái sao thăng 899 thăng. Rồi các bạn vô đây cái software version này, subscription, bấm vô đây. Rồi model của nó các bạn ha, model của nó là CPH1819 nha các bạn. Đây CPH1819 các bạn ha. Đó là mình lên mạng mình search thì 1819 đó là cái Oppo F7 các bạn ha. Thì mình coi cho nó cái thông số cho chính xác là CPH1819 ha. Rồi giờ mình sẽ tắt nguồn điện thoại đi các bạn ha. Thì mình sẽ dùng bằng cái tool là unlock tool các bạn. Bây giờ các cái dòng Oppo rất là khó mở cái mã bảo vệ các bạn ha, phải cần có các cái tool chuyên dùng của nó mới mở được các bạn. Ở đây mình sẽ giới thiệu các bạn là tool unlock tool. Cái tool này là tool mua tính tiền tính phí các bạn, nên xài rất là ok các bạn. Nó tool này giờ mình sẽ mở cái tool này ra ha. Khi mở cái tool này đăng nhập thì nó ra cái giao diện như vậy các bạn, rồi gồm có rất là nhiều chức năng ha, nhiều đời máy, dòng máy khác nhau. Giờ mình mở Oppo ha, giờ mình mở Oppo thì mình bấm vô cái tab Oppo. Rồi bên cái dấu search tìm kiếm này thì mình bấm vô gõ cái dòng máy của mình vô ha, là F7. Đó nó ra F7 Youth. Rồi các bạn có ha, thì giờ các bạn gõ vô dòng dưới này cho mình, bấm vô cái dòng này, đây F7 Youth. Cái mã đó các bạn CPH1819 này các bạn. Đó mình bấm vô đây một cái ha. Rồi qua đây là Meta, mua cái tag Meta này cho mình ha. Rồi xuống cái dòng Factory Reset này các bạn, Factory Reset này. Đây bấm vô đây cho mình ha. Rồi trên cái điện thoại thì các bạn tắt nguồn rồi ha. Các bạn giữ giùm mình hai nút âm lượng lớn nhỏ, rồi cắm cáp kết nối với máy tính các bạn. Rồi mình giữ hai cái nút âm lượng lớn nhỏ cùng một lúc nha, mình cắm cáp. Rồi nó nhìn cụm com được các bạn, đó các bạn thấy không, nó nhìn cụm com này. Các bạn chờ tí xíu cho cái thanh này chạy nè. Rồi khi nó nhìn cái cụm com các bạn thì cái máy nó vô cái chế độ boot này các bạn. Đó là cái màn hình nó màu xanh nó cay này các bạn ha. Cứ các bạn cứ để yên vậy đó, nó tự nó chạy, tự nó reboot luôn, tự nó format data luôn các bạn. Đó như vậy là xong được các bạn ha, nó chạy ok các bạn ha. Các cái thông số trong máy là có hết các bạn ha. Thì cái này là format ok được các bạn. Đó. Nó phần mát user data là ok rồi, nó đang phần mát đó các bạn. Cái tool này là xài rất ok các bạn, thì tiền nào thì cụ nấy thôi. Nó nếu mà cái tool tốn tiền này thì xài rất là ok. Mình cứ để như vậy chờ tự động cái máy nó xóa các bạn. Đây quay data, nó đang quay data, nó đang xóa các dữ liệu trong máy đó các bạn, để nó từ nó xóa, từ nó khởi động lên ha. Mình không cần thao tác gì hết. Rồi chờ tí xíu máy là khởi động lên các bạn. Đây ngoài cái phần mềm này các bạn phải xài đầy đủ hết các bạn ha. Mi, Samsung, Huawei, rồi Vivo,
tất cả các cái dòng điện thoại đều xài được cái tool này qua ha. Nhưng mà cũng một số mã mới hay là nó chưa update các bạn lên thì tùy theo. Nhưng mà nói chung là mình thấy xài cũng ok lắm. Nếu các bạn làm trong nghề thì nên mua cái tool này để xài. Mình đánh giá cái tool này xài cũng rất là ok các bạn. Thì mình sắm cái tool này thì xài tốn phí hàng năm. Một năm về mình nhớ không lầm là 1 triệu mấy á. 1 triệu mấy một năm các bạn. Thì thay vì mình tốn tiền như vậy thì xài rất là ok. Mở mã bảo về cho tất cả các cái dòng máy hầu như là cũng hết cộng 80% các bạn. 80% số máy là mình có thể mở mã bảo về được ha. Thì tốn tiền tí xíu nhưng mà mình đỡ phải mày mò. Nhưng mà xài cái tool này thì mình thấy ok. So với mình thấy ok các bạn. Nên nếu cửa hàng thì nên mua một cái tool này để về xài ha. Rồi các bạn chờ tí, máy đang khởi động lên các bạn. Rồi khởi động vô rồi các bạn. Rồi giờ mình không cần cáp nữa ha, mình rút cáp ra ha. Rồi mình sẽ kích hoạt máy nè các bạn. Chọn ngôn ngữ bằng tiếng Việt. Đây tiếng Việt các bạn. Bấm tiếp theo. Rồi đây là cách kích hoạt máy truyền thống ha. Thì mình bấm tiếp theo. Đó, mình bấm tiếp theo các bạn. Cứ bấm như vậy. Rồi Wi-Fi. Đó, cái này là mã Google các bạn. Nó thì dính mã Google nên kích hoạt nó đòi Wi-Fi. Thì thôi theo mình thì mình cứ thoát ra đi ha. Mình làm cái cách này nhanh nhất này các bạn. Các bạn thoát về ban đầu rồi các bạn vô cuộc khẩn cấp. Nhấn cho mình chữ sao thăng 813 tăng, bấm gọi ha. Rồi vô thẳng máy luôn các bạn thấy không? Rồi nó vô thẳng cái máy luôn. Nên mình không cần phải kích hoạt nữa các bạn ha, nó bỏ qua cái bước bypass Google luôn. Bypass tài khoản Google luôn các bạn. Đó, giờ vô đây mình chuyển lại tiếng Việt các bạn. Ngôn ngữ các bạn chọn tiếng Việt ha. Rồi. Rồi. Ok, như vậy là máy chuyển sang tiếng Việt rồi các bạn ha. Máy trở về vô trong máy luôn, xài bình thường luôn các bạn ha. Đó. Đây, Oppo F7 các bạn ha. Thông số Oppo F7 này. Các thông số xài gì nó có trong này hết các bạn ha. Bên này khi mà chạy các bạn thấy không? Thông số nó chạy nó hiện ra các bạn thấy không? Chạy nó hiện ra giống như bên điện thoại luôn nè. Oppo F7 này, xài chip gì nè. Android 10 nè. Các cái thông số là nó show ra hết các bạn thấy không? Ok. Rồi, giờ cái video này mình chia sẻ với các bạn cái cách mà mở khóa màn hình cho cái Oppo F7 ha, bằng cái phần mềm Unlock Tool nha các bạn. Như vậy là xong rồi, ok rồi các bạn. Mình kết thúc video tại đây đúng không các bạn ha. Chào tạm biệt các bạn.